Chào các bạn, nếu như các bạn đang sinh sống ở những khu chung cư thì chắc hẳn các bạn sẽ không thể không biết tới những cái chiếc thẻ từ như thế này đúng không? Đây là những cái chiếc thẻ giúp cho các bạn này đi vào thang máy này rồi đi qua cửa an ninh hay là gửi xe, ô tô, xe đạp, xe máy vân vân. Và nhiều nhà thì còn có thể để mở cửa vào nhà nữa. Và đôi khi các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề đấy là quên cái thẻ này ở một cái nơi nào đó rất tới là việc chúng ta không thể vào nhà hay là đi thang máy. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái đồ chơi đến từ thương hiệu Baseus nó sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này rất triệt để. Cái sản phẩm này thì cái cơ chế của nó rất là đơn giản, nó sẽ dán vào chiếc điện thoại của chúng ta và tất nhiên ở thời điểm này mình nghĩ rằng những chiếc smartphone là những cái đồ chơi, là những thứ mà chúng ta gần như là vật bất đi thân với tất cả mọi người hiện nay. Chúng ta có thể quên mọi thứ nhưng mà điện thoại thì hiếm khi quên lắm đúng không các bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái sản phẩm này nó sẽ hoạt động ra sao, liệu nó có thực sự hữu ích cho các bạn hay không? Vâng và, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái sản phẩm này để xem cái thiết kế của nó nhé vâng và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp nhé thì ở đây phía trước đây các bạn sẽ nhìn thấy cái thiết kế của sản phẩm đấy rồi ở trên này thì các bạn sẽ có cái thương hiệu sữa này ở phía bên này thì chúng ta sẽ có cái tên ở phía dưới này thì là thể hiện cái màu sắc thôi thì nó sẽ có mấy cái màu màu bạc và màu đen ở phía đằng sau ở đây thì các bạn sẽ có thêm một số những cái hình ảnh về sản phẩm cách thức tháo ra để dán vào điện thoại này và trên này thì nó thể hiện cái chức năng của sản phẩm nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái điện thoại để mà lưu cái thẻ từ này và đi tới cái chỗ nào ấy thì mình sẽ đặt vào thì nó sẽ quét được ngay rất là tiện và sẽ không dẫn tới cái tình trạng là quên thẻ khi mà mình để trong túi hay là trong ví thôi rồi nó không có gì nhiều đâu bây giờ thì mình sẽ mở luôn cho các bạn xem nhé đây đấy các bạn sẽ chú ý nó chỉ có duy nhất một cái miếng như thế này thôi không có gì phức tạp cả đấy ạ Đây là một cái sản phẩm màu gray nghĩa là màu hơi xám và nó sẽ có thêm một cái màu đen nữa và cái cơ chế của nó làm việc thì rất là đơn giản ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần cài thẻ này ở phía dưới thì chúng ta sẽ sử dụng để đẩy cái thẻ lên để tháo thẻ ra đây mình sẽ thao tác cho các bạn xem nhé ví dụ thẻ đây của mình mình sẽ cài vào đấy rất là đơn giản như vậy thôi ok và nếu như mà khi mà chúng ta có nhu cầu tháo ra ấy, thì các bạn sẽ đẩy ở đây lên đấy. tất nhiên là chúng ta sẽ dán cái này vào điện thoại đấy bây giờ thì mình sẽ thử dán vào điện thoại cho các bạn nhé các bạn chú ý nhé cái phần dính ở đây này nó sẽ là keo nên khi mà các bạn dán lên điện thoại ấy, thì theo mình các bạn nên dán qua cái ốp đây ví dụ như mình đây là một cái ốp silicon hoặc là các bạn cũng có thể dán trực tiếp lên điện thoại nhưng mà với điều kiện là cái điện thoại của bạn thì có một cái lớp miếng dán từ dán ở sau lưng thì khi đó chúng ta dán cái này lên rất là đơn giản mà muốn bóc ra thì chúng ta bóc luôn cái miếng dán từ ấy đi rất là đơn giản đúng không còn nếu như mà các bạn mà dán trực tiếp lên điện thoại mà không thông qua một cái miếng gì hết ấy, thì có thể đến lúc gỡ ra rất là khó khăn còn bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm là mình dán lên cái điện thoại để thử cho các bạn nhé đây thì nó rất là đơn giản thôi chúng ta sẽ lột cái lớp bảo vệ này đi thấy chưa rồi và bây giờ thì mình cố gắng đặt làm sao cho nó ở giữa cái điện thoại rồi nó cân nhất có thể để cho nó còn có thẩm mỹ nữa đúng không đây ví dụ mình sẽ đặt như thế này ok chưa Đấy, chúng ta sẽ dán vào và bây giờ thì chúng ta đã có cái thẻ từ luôn luôn đi liền với chiếc điện thoại và tất nhiên những chiếc điện thoại smartphone thì bây giờ là một cái vật bất đi thân với tất cả mọi người rồi và đây thì mình sẽ thử nghiệm một chút để cho các bạn xem về cái hiệu quả của cái việc mà chúng ta dán vào điện thoại như thế này nhá cực kỳ tiện dụng luôn các bạn sẽ không cần cầm theo ví không cần cầm theo túi kể cả ví dụ như chúng ta đang ở trong nhà như thế này nếu như mà cần chạy đi ra ngoài một chút xíu ấy, chỉ cần cầm cái điện thoại thôi thì sẽ giải quyết được cái vấn đề thẻ an ninh thẻ từ hay là thẻ xe máy vâng và thiết kế của sản phẩm thì các bạn đã thấy rồi đúng không nhưng mà có một cái vấn đề đấy chính là cái việc mà nó dán vào lưng điện thoại ấy thì với những cái chiếc điện thoại thế hệ mới hiện nay nó có cái tính năng là sạc không dây thì liệu khi mà nó dán vào lưng như vậy thì chúng ta còn có thể hoạt động được cái tính năng sạc không dây nữa không thì đây các bạn sẽ nhìn thấy là mình đang để cái đế cài đấy rồi đúng không bây giờ mình sẽ đặt vào cái bộ sạc không dây ở trên xe thì như các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã có nhận được sạc không dây rồi đúng không? Vâng và tiếp đến thì mình sẽ thử luôn cả trên một cái đế sạc ở nhà nữa, đây một cái đế sạc 15 w thì mình cũng đặt lên thì các bạn đã thấy là cũng nhận luôn rồi đúng không? Nghĩa là chúng ta sử dụng qua cái cây cài cái thẻ này thì vẫn có thể sạc được không dây các bạn nhá. Vâng và như các bạn đã thấy thì mình đã thử nghiệm xong cái chức năng sạc không dây thì cái đế này dán lên điện thoại chúng ta vẫn hoạt động được sạc không dây bình thường tuy nhiên thì các bạn cần phải lưu ý do cái độ dày của cái đế này nên các bạn sẽ bị cái cái thời gian sạc cái công suất sạc nó sẽ giảm đi rất nhiều so với cái việc mà chúng ta sẽ không dùng một thứ một cái che chắn gì ở sau lưng mà chúng ta đặt lên sạc không dây đấy các bạn phải hết sức chú ý nhé nghĩa là ví dụ trước đây chúng ta không sử dụng cái cây này giá lên điện thoại thì chúng ta sẽ mất khoảng tầm 2 tiếng chẳng hạn Đây là mình ví dụ thôi sạc đầy cái chiếc điện thoại này bằng công nghệ không dây thế nhưng mà sau khi mà dùng cái này ấy, thì các bạn cần phải xác định là có thể nó sẽ phải mất tới 3 tiếng 3 tiếng rưỡi chúng ta mới có thể sạc đầy được cái điện thoại này qua công nghệ không dây còn việc những cái chiếc điện thoại mà không sử dụng sạc không dây hay kể cả những cái chiếc điện thoại có sạc không dây nhưng mà các bạn không dùng cái tính năng này thì nó chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả và như vậy thì mình đã giới thiệu xong cái cây đựng thẻ dán lên điện thoại và các bạn thấy cái sản phẩm này hữu ích với mình thì các bạn có thể đặt mua nhé thì mình sẽ để cái link bán hàng ở dưới phần mô tả ấy. thì các bạn có nhu cầu thì chỉ cần click vào thôi và ở đấy thì sẽ có một cái mức giá rất là cạnh tranh và video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại